Cùng cảnh con chung con riêng, Lê Phương xót xa hoàn cảnh của bé gái qua đời vì mẹ kế bạo hành. Xem tất cả thông tin về bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong. Cập nhật tin tức về sự việc đang, nóng, trong dư luận bé gái 8 tuổi qua đời vì mẹ kế bạo hành, nữ diễn viên thốt lên, trẻ con mà, thương còn không hết, sao lại nỡ. Vụ việc cháu bé N.T.V.A 8 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh tử vong do vợ sắp cưới của bố đẻ bạo hành khiến toàn xã hội chấn động. Ai nấy đều phẫn nộ trước hành vi thú tính của bố ruột và mẹ kế của bé. Nữ diễn viên Lê Phương cũng không khỏi xót lòng vì là một người mẹ, cũng trong cảnh con chung con riêng, với chồng trẻ trung kiên. Cô chia sẻ, hai pháo dạo này hơi bướng. Nhiều lúc ba mẹ chỉ biết nhìn nhau thở dài. Ba kiên có nóng, mẹ Phương có giận, nhưng vẫn yêu con vô cùng. Chỉ mong con luôn khỏe mạnh, anh em thuận hòa, mọi sự bình an. Trẻ con mà, thương còn không hết, sao lại nỡ. Lê Phương đăng ảnh chồng chụp cùng hai con. Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan ly hôn sau 3 năm chung sống và có một con trai là bé Cà Pháo vào năm 2015. Đến tháng 8 năm 2017, cô tái hôn với người yêu kém 7 tuổi Lê Trung Kiên. Từ khi yêu và cưới Lê Phương, Trung Kiên luôn yêu thương Cà Pháo như con ruột, kể cả sau khi cặp đôi có con gái chung vào tháng 8 năm 2019. Trung Kiên thường đưa đón Cà Pháo đi học hay cùng câu cá, thả diều, giúp tình cảm của bố con thêm gắn bó. Cà Pháo cũng rất quấn quýt bố dượng. Lê Phương nhiều lần cảm động vì tình yêu mà Trung Kiên dành cho con riêng của mình. Gia đình 4 thành viên của nữ diễn viên. Trung Kiên hiện công tác trong quân đội. Anh từng học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và giành giải nhất trong cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Bà giúp việc từng bị, dì ghẻ, đuổi việc bàng hoàng, từ khi nghe tin cháu bị, bạo hành, tôi bần thần mất ăn, mất ngủ. Bà giúp việc từng chăm sóc bé V, à từ khi cháu mới hơn 4 tháng tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra. Xem toàn bộ bài viết tại đây. Vụ việc bé V, à 8 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, nghi bị, dì ghẻ, bạo hành, tử vong thương tâm khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà LTT từng là vú nuôi chăm sóc bé V, à từ khi còn nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra, được biết, bà T. làm vú nuôi chăm sóc bé A, từ khi cháu mới hơn 4 tháng tuổi. Trong tối ngày 27 tháng 12, người thân của bé V, A đã mang hoa và nến đến dưới chân tòa nhà thắp sáng tưởng nhớ cháu bé xấu số. Sau khi ba mẹ cháu ly hôn vào tháng 8 năm 2020, bà T tiếp tục về ở cùng để tiện chăm sóc cháu V, A. Tuy nhiên, sau khi người tình của ba V, A là Võ Nguyễn Quỳnh Trang, 26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, dọn về ở chung thì chỉ khoảng một tháng sau bà T, bị cho nghỉ việc. V, A là đứa trẻ rất ngoan và lễ phép. Sau khi tôi nghỉ làm thì có nghe những người hàng xóm nói nghi cháu bị đánh nhiều lần. Thương cháu nhưng tôi không thể qua thăm được vì cậu T, ba cháu V, A, không cho phép. Từ khi nghe tin cháu bị, bạo hành, tôi bần thần mất ăn, mất ngủ suốt mấy ngày nay. Vừa thương xót cháu vừa căm phẫn kẻ ác, bà T chia sẻ. Trước đó, cư dân mạng đã đào lại một bài viết bóc phốt người giúp việc lười biếng, thích nói xấu chủ của, dì ghẻ Tia, trong một hội nhóm giúp việc được đăng tải vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Bài bóc phốt giúp việc lười biếng, hay nói xấu chủ của, dì ghẻ, bị dân mạng đào lại. Sau đó, dì ghẻ, đã cho người giúp việc nghỉ làm và không tuyển thêm bất kỳ ai nữa. Đồng thời, những công việc trước kia của người giúp việc nghi là đã dồn hết sang cho cô bé V, A mới 8 tuổi. Bằng chứng của việc này chính là hình ảnh tấm bảng được cho là chụp lại trong căn hộ ghi lại những đầu công việc mà bé gái này phải làm khi ở nhà. Ngoài việc học tập và trả bài từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều, thì cô bé V, A phải làm thêm hàng núi việc nhà bao gồm hút bụi, đổ rác, lau nhà, lau bàn thờ Phật, lau bàn ghế, lau bàn học, giặt đồ, sấy đồ, xếp đồ. Dân mạng, vạch trần, sự giả tạo của, dì ghẻ, gây phẫn nộ, từng bóc phốt giúp việc vì thường nạt nộ, chửi bới V, A nhưng bản thân lại bảo hành con tàn nhỡ. Bệnh viện Trương Vương lên tiếng sau tin đồn phó giám đốc là ông nội bé gái 8 tuổi bị bảo hành xót xa lời nói cuối cùng của bé gái nghi bị, dì ghẻ, bảo hành tử vong khi được gặp mẹ ruột một năm trước, mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Thời gian biểu được cho là của bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bị người yêu của bố bảo hành. Bên cạnh đó, một số người hàng xóm cũng lên tiếng xác nhận từng nhiều lần bắt gặp cô bé 8 tuổi phải một mình xác túi rác rất nặng đi bỏ vào lúc 10 giờ tối. Vụ cháu bé 8 tuổi nghi bị, dì ghẻ, bạo hành đến chết, cần làm rõ vai trò của người bố. Theo phân tích của luật sư, ngoài người, dì ghẻ, bước đầu thừa nhận hành vi hành hạ dẫn đến việc cháu bé tử vong, cơ
cơ quan công an cũng sẽ điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của bố cháu bé liệu có phải đồng phạm hay không. Liên quan đến vụ việc cháu bé 8 tuổi bị, dì ghẻ, bạo hành dẫn đến tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Võ Nguyễn Quỳnh Trang, 26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi nghi hành hạ, đánh đập khiến cháu tử vong. Tại cơ quan công an, bước đầu, dì ghẻ, này đã khai nhận hành vi phạm tội. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thái Vân A, 8 tuổi, là con ruột của ông T, 36 tuổi, trú quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, ông T đang cư trú cùng Tia tại căn hộ chung cư ở phường 22, quận Bình Thạnh. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, vụ án đã gây rúng động xã hội bởi hành vi rất tàn nhẫn, cướp đi mạng sống của cháu bé. Cư dân chung cư Sài Gòn Pơ đã làm lễ tưởng niệm cháu bé. Theo vị luật sư, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của bố cháu bé. Trong trường hợp bố cháu biết về hành vi đánh đập con, nhưng không can ngăn mà lại còn giúp sức, xúi giục thì người này cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm. Dù việc đánh đập, hành hạ cháu bé từ bất cứ lý do gì thì cũng vi phạm pháp luật. Người gây ra thương tích, tước đoạt tính mạng của cháu bé cần phải bị nghiêm trị bằng chế tài của pháp luật. Như đã thông tin, ngày 25/12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Võ Nguyễn Quỳnh Trang, 26 tuổi, trú tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi nghi hành hạ, đánh đập cháu Nguyễn Thái Vân A. SN 2013, ngụ quận 1 dẫn tới tử vong. Trước đó, tối 22 tháng 12, cháu A được đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bé bị nhiều vết thương khắp người và đã tử vong trước lúc nhập viện nên báo cho cơ quan chức năng. Công an quận Bình Thạnh có mặt ghi lời các nhân chứng, những người liên quan để làm rõ vụ việc. Kiểm tra tử thi, bác sĩ cho biết trên người cháu bé nhiều vết bầm tím lớn, vùng mặt có vết thương được khâu vá, mở cũ. Lực lượng chức năng nghi ngờ cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong. Tại nhà nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy cây lau nhà bị gãy và những đồ vật tình nghi liên quan đến việc hành hạ cháu bé.